Xin mến chào tất cả quý vị các bạn nhé. Chúc tất cả quý vị các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng nhé. Và hôm nay em Tuấn xin phép được giới thiệu một chiếc đài mang một chủ đề rất là rực rỡ. Đây là chiếc Sony CFS1000S. Đây là một chiếc đài mang màu sắc màu đỏ rất là tươi tắn và rất là đẹp. Nói về cái màu đỏ của 1000S thì nó nhìn nó rất là rực rỡ và có một cái gì đó trưng bày rất là đẹp nhé. Kể cả là chúng ta để ở trên nóc tủ, trên kệ hoặc là phòng khách, không cần mở đài khi khách vào nhìn cũng rất là đẹp rồi, rất là bắt mắt, rất là thu hút. Đây là một cái đài mà theo em đánh giá nó còn rất là đẹp. Thứ nhất là phải thân nhựa là chưa bị vỡ dập một tí nào cả, và mang một màu đỏ nguyên zin nhá, không có sơn tút gì cả. Và đặc biệt là phần chrome của nó cũng còn nguyên zin hết. Đây là chrome zin của nhà máy nhá, sản xuất. Đấy, theo năm tháng nó có những vết dạn và những vết nổ nhỏ, nhưng mà vẫn còn rất là đẹp, rất là sáng. Và cái căng loa của bác nhìn này, rất là đẹp đúng không ạ? Mặt đằng trước này nó mang một cái nhựa màu đỏ tươi, nhựa bóng nhá, nhìn rất là sang trọng. Và đặc biệt là chúng ta sẽ tham quan qua cái phần cục giữa thì chúng ta thấy là nó rất là đẹp. Từ cái phần chữ nghĩa mặt meca giò sóng này cho đến cửa băng còn rất là trong, và các núm nút là còn zin nguyên bản hết nhá. Đấy. Đây là cả cái phần chrome ở cái mặt trước đây nó vẫn còn rất là sáng sủa, chữ nghĩa là vẫn còn nguyên bản. Và đặc biệt cái phần chrome ở trên bàn phím này cũng còn rất là mới nhé. Đấy. Phần trên nóc này, anten quay sách thì zin hết 100%. Đấy, anten zin. Đấy, rất là lành lặn và rất là đẹp. Đây là phần loa bên trái. Có rất là nhiều các bác hôm vừa rồi hỏi nhưng mà em chưa có dọn dẹp, chưa có lau chùi nên là em chưa có đăng lên. Và hôm nay em rảnh thì em quay lên cho các bác xem nhé. Bác nào mà có yêu thích cái đài này thì gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 0822 3 số 1 3 số 4, hoặc là kết bạn Zalo cho em nhé. Đây là một cái đài rất là đẹp đấy, các bác nhanh tay chốt cây đài này về chơi cũng rất là đẹp, rất là xinh xắn. Bác nhìn thân nhựa nó này, xuất sắc. Phải nói là dùng từ đẹp chứ không phải là đơn giản. Vì đây là một cái đài màu đỏ nó rất là hiếm gặp ở trên thị trường. Hôm qua em có lên sóng cái màu đen kia 1,1 triệu nhá. Đấy, bác nào nhanh tay chốt cái đấy cũng đẹp. Cái đấy tiếng rất là hay. Một đen một đỏ. Chốt cả đôi cũng được đúng không ạ? Ok, và sau đây em Tuấn sẽ test qua cái phần băng dây nhá. Rất là hay. Nhớ đêm trăng nào chúng mình chia tay, thấp thoáng kinh đô bóng hoa đèn gầy, giọt sầu nắng chiều trên vai, hẹn hò tìm về tương lai, dẫu cho ta chẳng gặp ta, vang tiếng ca cầm giữa đêm trăng tà. Cuộc đời còn nhiều phong ba, thì mình còn nhiều chia xa, xin đừng quên chuyện ngày qua. Các chức năng tua tới tua lui còn rất là ok. Cuộc đời còn nhiều phong ba, thì mình còn nhiều chia xa, xin đừng. Ok, và sau đây em Tuấn sẽ test qua phần radio. Chúng ta sẽ kéo anten lên nhé. Nhiều số học bổng phần quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được trao tận tay các bạn nhỏ. Những phần quà ý nghĩa này đã phần nào san sẻ bớt gánh nặng lo toan cho năm học mới của các gia đình thuộc diện hộ nghèo thuộc tỉnh Hậu Giang. Phản ánh sau đây của tác giả Mỹ Xuyên. Cha
số có một nửa đường đấy quý vị ạ. Chúng ta chỉ có một nửa đường nhỏ hẹp còn lại để lưu thông thôi. Hướng từ Hoàng Cầu ngay gần hồ Hoàng Cầu đi Hào Nam sáng nay lại vất vả quá với tất cả các bác tài. Từ cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai qua Tham City cũng đã bắt đầu ùn. Từ cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống căn cứ. Như chúng ta biết thì thời gian vừa qua thì có cái hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã gây ra rất nhiều những cái bức xúc trong xã hội và cái lo âu trong ai em. Đấy không phải là một cái tôn giáo theo nhiều cái hiện tượng như vậy là lập ra để vì mục đích là vì trục lợi quy và cái chính sách pháp luật của Việt Nam rất là rõ. Đạp và một số vật dụng học tập. Tính từ đầu hè đến nay, hội đồng đội các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành A đã trao tặng hơn 340 xuất quà và hỗ trợ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Ok, FM và AM bắt rất là nét, rất là rõ ràng, nói rất là to nhá. Cái dòng 1000Hz này thì tiếng nó cho ra chất âm cũng khá là mạnh mẽ, tuy là đài nhỏ gọn, thế nhưng mà chất âm đưa ra rất là to, rõ, nghe rất là thoải mái. Và ok, em Tuấn xin phép được dừng cái video test chiếc đài Sony 1000Hz màu đỏ đây nhá. Đây là chiếc đài mà nó còn rất là đẹp, dành cho bác nào mà yêu quý thực sự cái dòng đài này. Mua về chơi trưng bày cũng rất là nổi bật ở phòng khách của mình. Giá em giao lưu với giá là 1.800.000 đồng nhá, giá rất là tốt đấy. Nếu bác nào mà mua cây này thì rất là ít gặp trên thị trường, và thứ hai là trên kênh của em cũng vậy, thỉnh thoảng em mới mua được thôi. Rất là lâu rồi mới mua được cây 1000Hz nó hoàn thiện như thế này. Và giá giao lưu là 1.800.000 em bao ship cho các bác nhá. Bác nào cọc 500.000 thì em tặng một cuốn băng, mà bác nào chuyển khoản đủ 1.800.000 thì em tặng thêm một cuốn băng nữa là 2 cuốn băng nhá. Em xin chào và gặp lại quý vị các bạn nhá. Xin chào